Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau chuyến thăm tới Stockholm nói rằng đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển giao các tiêm kích JS-39 Gripen của Thụy Điển cho nước này. Đây là thông tin vô cùng quan trọng bởi theo nhận xét từ nhiều chuyên gia quân sự, chiến đấu cơ hạng nhẹ do Thụy Điển sản xuất sở hữu rất nhiều ưu điểm vượt trội khi đặt cạnh những chiếc MiG-39 và Su-27 sản xuất từ thời Liên Xô. JS-39 Gripen là chiếc tiêm kích hạng nhẹ rất linh hoạt được Stockholm thiết kế nhằm đặc trị những chiến đấu cơ hạng nặng của Liên Xô hay Nga như Su-35S hay Su-30SM. Vì vậy, chúng là phương tiện rất cần thiết đối với không quân Ukraine. Mặc dù vậy, Thụy Điển mới đây cho biết họ chưa sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các tiêm kích JS-39 Gripen. Điều này đã được tuyên bố bởi Thủ tướng Ulf Kristersson khi nói rằng toàn bộ phi đội với quy mô như hiện tại là cần thiết để đảm bảo an ninh. Đây là thông tin ít nhiều gây thất vọng cho Kiev, nhưng theo tờ báo Svenska Dagbladet của Na Uy, họ cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine không nên đặt quá nhiều hy vọng vào chiến đấu cơ phương Tây và việc Thụy Điển chưa sẵn sàng viện trợ tiêm kích JS-39 Gripen cho Ukraine vào lúc này không đồng nghĩa với Stockholm sẽ tiếp tục từ chối trong tương lai khi tiền lệ với F-16 Fighting Falcon chính là ví dụ rõ nhất.